Lần đầu tiên đặt chân đến Đài Loan là năm 2020. Tuy nhiên năm đấy vì dịch bệnh thì nên ảnh hưởng cũng khá nhiều tới chuyến đi của mình. Mình cũng không có đủ thời gian để có thể trải nghiệm được tất cả những nơi mà mình muốn đến. Vậy nên lần này Đài Loan mở cửa lại, mình đã quyết định đặt vé luôn và dành thời gian lâu hơn để khám phá đất nước này. Có hai thứ cần thiết nhất mà mọi người cần chuẩn bị khi đến Đài Loan. Thứ nhất đấy là thẻ EasyCard thì mọi người có thể dễ dàng mua ở Klook. Còn lại thì đó là SIM 4G. SIM này thì mình mua ở Trung Hoa và nó cũng nằm sát cái đường từ sân bay đến MRT thôi. Để tiết kiệm tiền đi lại thì bọn mình cũng đã quyết định sử dụng phương tiện công cộng là phương tiện chính trong chuyến đi lần này. Sau khi mua thẻ EasyCard thì cách dễ nhất đấy là đến nhờ nhân viên để có thể nạp tiền hộ. Hoặc không thì mọi người còn có thể sử dụng một cách khác, đấy là mọi người nạp tiền tại cây. Bây giờ là 9:30 và bọn mình nhập cảnh xong khoảng độ 2 tiếng trước gì đấy. Nhưng mà đi từ Đào Viên về cái khu này nó mất khá là nhiều thời gian. Và bọn mình cũng mất khá là nhiều thời gian ở cái Taipei Main Station. Bởi vì là cái quay quanh đấy, cái đường đi khó dã man luôn ý. Bây giờ thì bọn mình đang ngồi đây để uống trà sữa, một cái thứ mà không thể thiếu khi đến Đài Loan. Và mình sẽ đợi bạn mình đi làm về để đón bọn mình. Bây giờ thì cũng đã khá là muộn rồi và sau khi cất đồ đạc ở nhà thì bạn mình có dẫn mình ra quán lẩu này. Quán này nó là quán lẩu một người ở gần trường đại học Tam Cang. Cái này kiểu rau bắp cải, cái này là kiểu giảm sân, là kiểu cái thuốc chung, cái cổ táo tỏ các thứ ấy. Cái này là có cá, kiểu người ta không biết là cái gì, thường một loại cá. Bây giờ 12 giờ và bọn mình đang ngồi ăn lẩu. Đây là quán lẩu một người ở gần trường đại học của bạn mình. Đây là lẩu sữa phô mai khá là lạ và bên này thì nó là lẩu bắp cải chua. Trong một cái nồi này thì mình thấy có khá là nhiều thứ. Có rong biển này, rồi có bánh tiết này, rồi có thịt bò, xúc xích, nấm. Và cái đặc biệt nhất ở trong này thì như mình đã nói đấy là bắp cải chua. Thì nó cũng rất là dễ ăn, thế nên là rất là hợp với bạn nào có khẩu vị thích kiểu đồ chua như mình. Còn bên này thì nó là lẩu sữa phô mai. Nghe tên thì mọi người đã thấy ngậy hơn rồi đúng không? Và trong này thì nó sẽ có miến này, có thịt mà mình gọi thêm này. Và đặc biệt có một cái viên đấy là mochi mè đen. Nó khá là hay ho và mình nghĩ là mọi người cũng rất là nên thử. Bây giờ là buổi sáng thứ hai và mình đang ở bờ sông Tam Chảy. Vì hôm qua bọn mình cũng mất khá là nhiều thời gian để di chuyển ấy, thế nên là ngày hôm nay cũng sẽ dậy muộn một chút. Và đây, cái khu mình ở thì nó sẽ rất là gần cái khu này, thế nên là sáng hôm nay thì mình đã dành thời gian để đi quanh quanh nhà thôi. Nằm dọc theo bờ sông Tan Sủy là khu phố cổ. Khu này thì tập trung rất là nhiều nhà hàng và những quầy bán lưu niệm. Bạn mình có chia sẻ đấy là cuối tuần thì ở đây thường mọi người sẽ đến chơi rất là đông. Nhưng tuy nhiên vì hôm nay trời mưa thì nên là cũng không có được đông đúc cho lắm. Nếu mà mọi người may mắn hơn đến vào những ngày trời nắng thì mình nghĩ đây sẽ là một nơi rất là tuyệt vời để mọi người khám phá và trải nghiệm. Ở khu Tan Sủy này thì khá là đông đúc và có nhiều đồ ăn ngon, nhưng mà bạn mình có giới thiệu cho mình quán này. Quán này thì thực ra là mình cũng không biết đọc tên là gì đâu, thế nên mình sẽ để tên ở đây cho mọi người cùng tham khảo nhé. Quán thì khá là nhỏ nhắn và xinh xắn và có cái vibe khá là ấm cúng. Từ đây ngồi ăn rồi nhìn ra đường thì mình cảm thấy nó chill dã man luôn ấy. Đồ ăn thì cũng không đắt đâu, dao động từ khoảng 40 đến 50 khoai một món. Đây là bữa sáng của chúng mình, đây là bánh bao, bữa sáng kia bữa trưa. Đây là hoành thánh và chả cá. Đây là mì bò thịt kho kiểu Đài Loan. Phải bò không nhỉ? Thịt lợn, thịt kho kiểu Đài Loan. Và cuối cùng đấy là Tam Sủy Ake. Mình cũng không biết rõ là cái gì, nhưng mà vì bọn mình ở Tam Sủy nên bọn mình sẽ quyết định thử cái này. Dọc theo bờ sông Tan Sủy thì có khá là nhiều thứ và đi thêm một đoạn nữa thì mọi người có thể bắt gặp một chiếc Starbucks ở đây. Lên tầng 2 ngồi đây chill chill rồi ngắm cảnh biển thì mình cảm thấy nó cực đỉnh luôn. Đợt này thì nó là một chuyến đi dài ngày, thế nên là mình cũng không vội vàng gì cả. Mình cũng muốn dành thời gian để sống chậm lại một chút sau những ngày làm việc vất vả. Và bên cạnh đấy thì mình cũng muốn trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống của người dân Đài Loan.
Nhân tiện đi shopping thì mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người cái brand này. Đây là Net, khá là nổi tiếng ở Đài Loan. Nhìn tổng thể thì mình cảm thấy khá giống HM, và ở đây bày bán rất là nhiều những cái món đồ basic. Thì mình nghĩ rằng là dù mọi người theo style nào thì ít nhất mọi người cũng sẽ tìm được cho mình những cái món đồ phù hợp ở đây. Mặc dù không chủ đích nha, mình kiếm được hai cái món đồ trông khá là hay ho, thế nên mình sẽ thử xem có mua được gì không. Cái này trông khá là hay ho và đang rất là hợp với cái váy của mình. Thật ra cái áo thứ hai mình thấy là mình thấy có vẻ như là mình thích cái áo kia hơn một chút. Áo này thì nó cũng được khá basic và dễ phối đồ thôi, nhưng mà cái áo kia nó xinh hơn, thế nên là chắc là mình sẽ lấy cái áo kia. Tổng thiệt hại của mình hôm nay khá rẻ cho một chiếc áo khá xinh. Như dự định của bọn mình đấy là bọn mình tối nay là Halloween, thế nên là bọn mình đã ra khu Simon đi để chơi. Nhưng mà tuy nhiên vì thời tiết không ủng hộ lắm, thế nên là bọn mình có đi quay quay một chút, ăn một vài món linh tinh, rồi sau đấy là sẽ ghé nhà hàng để ăn tối. Quán này là quán Nhật ở trong cái khu này nhá. Mặc dù là quán Nhật ấy, nhưng mà mình thấy cũng có mấy cái vị lẩu quen thuộc như kiểu lẩu cà chua hay là lẩu mã la ấy. Thế nên là mình nghĩ là mọi người cũng khá là nên thử. Và suất bọn mình gọi đấy là buffet nha. Nhưng mọi người nhìn thế này, cái quầy tự chọn của nó có nhiều đồ ăn dã man luôn. Và với những cái con nghiện nấm như chúng mình thì chắc chắn đây sẽ là thiên đường rồi. Khu này thì là quầy kem với rất là nhiều vị khác nhau. Và cuối cùng không thể quên đấy là lựa chọn nước. Thiệt hại của ba đường linh ngày hôm nay, ba suất buffet cả thêm thuế hết 1.900 khoai và mọi người sẽ được ăn trong vòng 90 phút. Theo lịch trình của mình, đấy là ngày hôm nay bọn mình sẽ đi Cơ Long và ngày mai thì sẽ đi Cửu Phần và Thập Phần. Nhưng mà vì thời tiết mình nghĩ là nó cũng sẽ không tạnh được đâu bởi vì là bão ấy, thì nên là cũng phải thay đổi một chút. Bọn mình sẽ không đi khu phía Bắc và phía Đông nữa mà thay vào đó là di chuyển sang phần phía Tây. Vậy nên ngày hôm nay thì bọn mình quyết định di chuyển đi Tân Trúc. Tân Trúc thì được cái rất là gần Đài Bắc, thế nên bọn mình chỉ cần di chuyển một tiếng trên tàu siêu tốc rồi sau đó là đuổi tàu hỏa là đến nơi rồi. Cái ấn tượng đầu tiên của mình về Tân Trúc đấy là gió siêu siêu to. Đặt chân xuống tàu một cái đang định nhờ bạn mình quay một xíu thì gió thổi muốn bay người luôn, thế nên mình cứ phải nhanh nhanh chóng chóng để di chuyển xuống tầng dưới, sau đó là bắt tàu hỏa và di chuyển đến cái khách sạn của bọn mình. Lúc xem bản đồ về từ khách sạn thì mình mới phát hiện ra là cái khu này nó rất là gần cái bãi đá đậu phụ, thế nên là nếu mọi người tiện thì mọi người có thể ghé chơi nhé. Hi, xin chào mọi người, cuối cùng thì mình cũng đã yên vị ở Tân Trúc và bây giờ thì là khoảng độ 2 đến 3 giờ chiều gì đấy, mình cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà được cái đấy là ở đây thì nó không hề mưa một chút nào cả. Tuy nhiên thì gió ở đây cũng khá là to ấy. Mình sẽ ở Tân Trúc trong khoảng 2 ngày và sau đó là quay trở về Đài Bắc, sau đó là lấy hành lý và tiếp tục di chuyển đến Đài Trung. Mình rất hy vọng rằng thời tiết những ngày tới sẽ thật đẹp để bù cho những ngày hôm trước của mình. Ngay từ lúc ở nhà trước khi đến Tân Trúc thì bọn mình đã bàn nhau để là thay đồ các thứ sau thì bọn mình sẽ đi đến phố cổ Bế Phủ. Tuy nhiên sau khi yên vị rồi xong việc hết tất cả các thứ thì nó cũng đã là 4:30 rồi. Từ đây đến phố cổ Bắc Phố thì sẽ mất khoảng độ 1 tiếng di chuyển nữa. Đến nơi thì cũng 5:30, khá là muộn, thế nên bọn mình quyết định để phố cổ Bế Phủ cho ngày mai. Một chút thời gian còn lại của buổi chiều thì bọn mình sẽ dành ra để đi chơi quanh quanh thành phố. Một tip nho nhỏ cho mọi người khi lựa chọn địa điểm ăn đấy là dùng Google Maps, xem xung quanh các nhà hàng và lọc theo rating. Vì lịch trình của bọn mình bị thay đổi thì nên là bọn mình cũng chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu về Tân Trúc, thế nên là bọn mình có sử dụng cách này để tìm ra cái quán ăn ngày hôm nay. Quán này tên là Cháo Quay Chuế, một tiệm mì khá là nổi tiếng ở Đài Loan. Mặt tiền của quán như mọi người có thể nhìn thấy đấy là người ta bày rất nhiều loại topping khác nhau để mọi người có thể lựa chọn. Nhìn chung thì nếu mà không biết tiếng Trung thì cũng hơi khó gọi đồ một xíu, thế nên là những cái việc này thì mình để bạn mình làm thôi. Giá dao động một bát thì từ khoảng độ 150 đến 200 khoai và free thêm một loại đồ uống. Trải nghiệm tuyệt vời kiểu Tân Trúc. Cái
kể cho mọi người một cái trải nghiệm nhớ đời khi đến Tân Trúc. Mặc dù là mình đã có chuẩn bị trước rồi nhưng mà đến đây thì mình vẫn gặp phải cái sự cố này. Bởi vì đấy, mọi người, nếu mà mọi người tìm hiểu về Đài Loan, mọi người biết đấy, đây là cái đầu sạc ở Đài Loan nha. Mọi người sẽ sử dụng cái đầu sạc chân dệt, và bên cạnh đấy thì nguồn điện nó cũng chỉ là khoảng độ 110 gì đó, mình cũng không nhớ rõ lắm. Thế nên là nó rất là khác với cái củ sạc ở Việt Nam của mình luôn đấy. Mình đã có chuẩn bị trước đấy là mượn con bạn mình rồi, nhưng mà đến lúc 11:30 tối rồi thì mới phát hiện ra đấy là không thể nào mà sạc vào điện luôn đấy. Bọn mình đã xuống với quầy lễ tân khách sạn để cầu cứu cái sự giúp đỡ. Bạn lễ tân khách sạn rất là nice, rất là cố gắng giúp đỡ bọn mình. Tuy nhiên thì kể cả bạn ấy và rất là nhiều người ở Tân Trúc thì gần như là mọi người không biết tiếng Anh luôn. Thế nên cái việc giao tiếp rất là khó khăn. Bọn mình đã sử dụng tất cả vốn liếng về ngôn ngữ để có thể giao tiếp được với bạn ấy, từ tiếng Trung, một ít tiếng Trung này, một ít tiếng Anh này, rồi cả Google dịch nữa. Thế nên là sau khoảng độ hơn một tiếng gì đấy, cuối cùng bọn mình cũng mượn được cái cục sạc lên đây để sạc đầy pin điện thoại cho ngày hôm nay. Bây giờ thì là khoảng độ 7 giờ rồi và bọn mình đang chuẩn bị thay quần áo các thứ để đi chơi đến phố cổ Bắc Phố. Mình sẽ đi mất khoảng 26 cây và di chuyển bằng xe buýt. Nó cũng sẽ hơi bất tiện một chút bởi vì mình cũng hơi lo không biết có mua được vé không, rồi không biết xuống ở điểm nào ấy. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để có thể có một ngày đi chơi thật hoàn hảo. Cái khách sạn mà bọn mình book ở Tân Trúc thì nó không đẹp, nhưng mà được cái đấy là nó rất là tiện đi lại, bởi vì là nó đối diện cái ga tàu hỏa và mình chỉ cần đi sang đường thôi là mình cũng có thể tìm thấy ngay một cái bến xe buýt ở đấy rồi. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi trên 2 chuyến xe buýt thì cuối cùng mình cũng tìm được đến phố cổ Bắc Phố. Phố cổ Bắc Phố thì mình thấy không quá nổi như những con phố cổ khác ở Đài Bắc. Tuy nhiên chính vì điều này đã giữ cho ngôi làng một vẻ yên bình, cổ kính và có phần dân dã như chính cuộc sống của người dân ở đây đây. Thật khó có thể diễn tả được cho mọi người cái sự dễ chịu, thoải mái và một cái cảm giác an yên khi mà mình dạo bước quanh các con phố. Vậy nên nếu có một ngày ghé thăm Tân Trúc, mọi người hãy thử dành thời gian đến đây để khám phá, trải nghiệm và tận hưởng không khí tuyệt vời này. Dọc hai bên đường phố thì mình thấy bày bán rất là nhiều thứ và giá cả thì vô cùng dễ chịu. Ngoài những quán ăn của người khách gia vô cùng nổi tiếng ở đây thì hồng khô cũng là một trong những thứ mà mọi người nên thử. Có một chút lưu ý với mọi người, đấy là hồng ở đây đều đã để lạnh, thế nên là nếu mua về mọi người sẽ chỉ để được khoảng từ 1 đến 2 tuần thôi. Sau một hồi vật lộn ở trong phố cổ thì cuối cùng bọn mình cũng đã mua được 2 cốc trà sữa. Cốc này rất là to, khoảng độ tầm như xa lầu, mà mua 2 cốc chỉ có 9 văn khoai thôi, khá là rẻ. Bây giờ mình sẽ uống thử xem như thế nào. Vừa nãy thì cũng khá là vật lộn để mua được một ít hồng. Ở đây thì kiểu mọi người cũng toàn người lớn tuổi ấy, thế nên cũng rất là khó để giao tiếp. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đang mua được một chút hồng về làm quà. Cái buổi sáng lúc đi bọn mình thuận lợi bao nhiêu thì lúc về lại gian nan bấy nhiêu. Ban đầu là do hai đứa tự mò mẫm tìm được đến nơi này vui quá, thế nên là bọn mình cũng không để ý được là bọn mình xuống ở điểm nào. Vậy nên cái lúc về thì bọn mình có bắt ngược chuyến và đi tận tiếp vào sâu trong núi. Đến cái lúc phát hiện ra thì lúc đấy bọn mình cũng đã đi lố mất 10 cây rồi. Lúc đấy cũng vội vội vàng vàng xuống xe, nhưng mà cái điểm đợi hoang vu hẻo lánh dã man luôn ấy. Một tiếng chờ đợi là một tiếng bọn mình gồng xe buýt và taxi trong vô vọng luôn. May mắn là đang định đi tìm sự giúp đỡ thì có xe buýt. Cũng còn vô cùng nhiều điều đáng nhớ trong chuyến đi lần này nữa, nhưng mà mình sẽ để dành ở video sau. Hy vọng với một chút cái chia sẻ của mình thì có thể giúp ích được cho mọi người trong chuyến hành trình sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.